Dân oan ba miền chúng tôi cùng trương yến thực hành để đi đòi công lý. Oh, my God.
Thế nè, không có đi lên. Thế thôi. Ba mẹ tao nè, đừng có đem chặt tay, đừng tha nè. Kì nó đường rồi con. Không, tha đi, không đây đây nè. Bây giờ con nói với con đơn, con nói cho con rồi mà tại sao là nó không ra nó xử lý. Giải quyết cho con con đi về, cho con con không có muốn xuống này. Mà thấy con muốn xuống này không? Là cái con không biết đây. Đơn con không phải con mấy lần rồi. Con phải làm cho cái như vậy là con do con cháu trách nhiệm hết á. Báo cáo lên là tôi cũng biết. Báo cáo đơn nó gọi thì nó gọi lên như vậy. Ngay đâu. Ôi, con cả bọn cháu lên đi. Giờ ta thương các con không nhiều không rồi đấy. Tôi được 5 phút. Chưa được 5 phút. Cô đứng chỗ này đi. Cô lên đi. Thôi cô ơi, lên đi cô ơi. Đi xuống quá kìa ơi. Đi xuống quá kìa. Cô hữu dạo. Cô hữu dạo chúng tôi đây. Cô hữu dạo chúng tôi đây. Chúng tôi mất mất mất. Cô hữu dạo chúng tôi với. Đại sứ quán Hoa Kỳ! Cứu dân Việt Nam chúng tôi đi! Cứu dân hồn chúng tôi với đại sứ quán Hoa Kỳ ơi! Cứu dân chúng tôi đi! Cứu dân chúng tôi đi! Bà Nguyễn Áp Pháp có đất tất cả chúng tôi hết rồi! Đại sứ quán Hoa Kỳ ơi! Cứu dân Việt Nam chúng tôi đi! Cứu người dân chúng tôi đi! Đại sứ quán Hoa Kỳ! Cứu dân hồn chúng tôi với! Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân hồn Việt Nam chúng tôi đi! Anh giúp con. Cứu dân chúng tôi đi! Chúng mình bắt đầu đại tham nhũng! Đại dân chức chủ quyền hạn có đất nước Việt Nam chúng tôi! Đưa Việt Nam cầm sáng tham nhũng! Đưa quán tham năng dân là cầm sáng tham nhũng! Bốn năm chục người là coi như Bình Định này, Tiền Giang này, coi như Đồng Nai này, coi như Nam Định này, coi như An Giang này, Tiền Giang này, rồi là coi Ninh Bình, đầy đủ hết, coi như là các tỉnh này, các cháu là Bình Định, Tiền Giang, Đồng Nai, Nam Định. 30 năm được không nha, nó tới rồi. Rồi còn nữa, An Giang nữa. An Giang nữa. An Giang, Tiền Giang, An Giang. Tôi đến Nam Định. Coi như là Ninh Bình. Đầy đủ. Ôi một pháp là Việt Nam nè ông Trâm ơi. Ông Trâm ơi, cái khi rồi tao dùng miếng Việt Nam trả đối đó ông Trâm ơi. Tôi theo ông mà bây giờ tôi pháp là Việt Nam nè ông Trâm ơi. Trời thì có người đi cầm pháp rồi. Ông Trâm ơi. Ông Trâm ơi, tôi pháp là Việt Nam nè ông Trâm ơi. Đã lắm ra nhà cho dân chúng tôi đây. Đại sứ quán cứu dân chúng tôi đây. Đại sứ quán Hoa Kỳ cứu dân Việt Nam với. Đại sứ quán Hoa Kỳ cứu dân hồn Việt Nam với. Mày đứng dùm nha. Ông đi đâu? 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 Đi đâu?
hội dân, đã đem cái tài quyền góp đất hội dân, đã đem tham nhân, đã đem tham nhân, đã đem tham nhân, đã đem tài quyền góp đất giết dân, đã đem tài quyền góp đất hội dân, đã đem tham nhân, đã đem quốc hội vô nhân, đã đem thủ nhiệm phụ tướng dân dân pháp vô nhân, đã đem thủ tướng dân dân pháp vô nhân. Ông Tâm mơ Việt Nam không, không có nhân quyền. Ông Tâm mơ Việt Nam không có nhân quyền. Tất cả phương pháp của dân A Giang, con thơ của bà thân thân có dân Tâm mơ. Ông Tâm mơ Việt Nam không có nhân quyền. Tinh thần ạ, cho nghe tắm mình rồi nên tất cả thương đất của dân Việt Nam hết. Cái tấm bình rôn này đâu anh Trinh? Cái tấm bình rôn này đâu? Dừng lên đi. Dừng cái tấm bình rôn này. Tấm bình rôn nhân quyền mà không đang nhân. Nhân quyền phải nhân quyền nhân lên. Hay chứ nhân quyền chứ có nhân tiền ha. Bọn này là bọn nhân tiền. Không phải tấm đó đâu. Kìa cái tấm bọn công sản là bọn phản động. Cái tấm em đưa này đó. Bọn giết dân đồng tan. Hãy cướp đó. Coi đất nước Việt Nam này coi như là cái đáng nhà cầm quyền, cái đáng công sản đi cướp toàn bộ nhân dân. Ba miền chúng tôi dân yên oan, ba miền chúng tôi. Chúng tôi đi đến Đại sứ quán Hoa Kỳ, yêu cầu Đại sứ quán Hoa Kỳ cứu dân oan Việt Nam chúng tôi với. Bởi vì dân oan Việt Nam chúng tôi, nhà cầm quyền đáng công sản đã cướp hết, giết người hại dân nhân dân chúng tôi. Cho nên chúng tôi không còn đi đâu về đâu. Cho nên dân dân chúng tôi đại tính Đại sứ quán, cầu cứu Đại sứ quán, cầu cứu Đại sứ quán Hoa Kỳ cứu lấy Việt Nam, dân oan Việt Nam chúng tôi với. Bởi vì dân oan Việt Nam chúng tôi trong cảnh mạng trời diêu đất, ngày hôm nay nhân dân chúng tôi còn sống lề đường, ngày hôm nay nhân dân chúng tôi còn sống lề đường, đầu đường xa chở. Cho nên nhân dân Việt Nam chúng tôi quay đầu nhân dân chúng tôi không có quyền con người, nhân dân chúng tôi không có ngôn luận, tại vì cái nhà cầm quyền đáng công sáng nó thực hiện nó ra cái là điều 25 của hiến pháp, nhưng mà cái 25 hiến pháp đó nó không thực hiện. Cái hiến pháp là có ai đặt ra mà tại sao nó không thực hiện? Coi như nhân dân chúng tôi quá đau khổ. Còn là lừa đảo, nó đặt hiến pháp ngồi xóm nên hiến pháp. Rồi nó lừa dân, cướp đất cướp nhà của dân. Dân dân thiên là hại dân, nó giết người. Bọn phản động. Bởi vậy nó hại dân, nó giết người. Nhân dân chúng tôi ai mà lên tiếng là nó hại, nó bắt, nó nhốt. Mà nhân dân chúng tôi nín thì nó làm gọi làng cuồng đúng hết xếp. Nó hại, nó bắt người, nó giết người. Đó chẳng hạn là nhân dân chúng tôi đấy. Nó bắn cụ Cần. Nó bắn cụ Cần tại nhà. Mà nó tuyên truyền, nó nói cụ Cần là coi như là giết bọn nó. Bọn nó là nhảy xuống giếng. Nó không phải là cụ Cần giết. Gia đình cụ Cần không giết ai hết. Nhiều bạn con. Đá đeo tham nhung, đá đeo quan, đá đeo cái đàn công gian hèn với giặc ác với dân, đá đeo tham nhung, đá đeo tham nhung, đá đeo đảng viên đảng công gian hèn với giặc ác với dân, đá đeo đảng công viên hèn với giặc ác với dân, đá đeo tham nhung, đá đeo tham nhung, đá đeo tham nhung, đá đeo nhà cầm quyền đang cầm sáng tham nhung, đá đeo tham nhung, đá đeo tham nhung, đá đeo tham nhung, đá đeo bọn hẹp với giấc ác với dân, đá lợi dụng chế độ độc đảng độc tài giết dân, đá đeo thủ tướng dân dân quốc hèn với giặc ác với dân, đá đeo thủ tướng nhân dân pháp hèn với giặc ác với dân, đá đeo nguyên đi kiếm ngăn chủ tịch quốc hội hèn với giặc ác với dân, đá đeo chủ tịch quốc hội kiếm ngăn hèn với giặc ác với dân, đá đeo tham nhũng,
Đã đeo tham nhũng. Đã đeo tham. Đã đeo. Đã đeo tham nhũng. Đã đeo. Đã đeo tham nhũng. Đã đeo. Đã đeo tham nhũng. Bao nhiêu người đã thấy ông Trương, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ở đâu mà nhân dân chúng tôi ra? Bởi vì các ông là thủ tướng lãnh đạo, tại sao chỉ đạo cấp dưới nó không nghe, coi như là ngồi xổm lên pháp luật. Bọn ta quyền chết tới nó ngồi xổm lên pháp luật, cho nên nó ngồi xổm pháp luật đến nó coi như pháp luật không còn không có ý nghĩa, cho nên nó mới cướp đất cướp nhà dân chúng tôi. Ngày hôm nay dân chúng tôi như thế này. Đấy. Tại sao? Đá nhục. Đá đạo. Đá đạo tham nhục. Đá đạo. Đá nhà đạo trợ đất cho dân Việt Nam. Đá đạo. Đá đạo đá đồng tài. Đá đạo. Đá đạo đá đạo đá đồng tài. Đá đạo. Đá đạo đá đồng tài. Đá đạo. Tự do cho quyền bất chung. Tự do. Tự do cho quyền bất chung. Tự do. Đá đạo tham nhục. Đá đạo. Đá đạo tham nhục. Đá đạo. Ngày là ngày hai mươi mấy, ngày mười mấy tháng Tết rồi. Ngày âm á. Hai mươi mốt. Ngày này 21 âm lịch rồi, còn mấy ngày nữa là Tết Tết cổ truyền. Tại sao các ông có cái ngày cổ truyền mà nhân dân chúng tôi nằm lờ đường? Như vậy thì các nhà cầm quyền lấy do dân làm gốc hay nhà cầm quyền để cướp đất cướp nhà của dân? Coi như nhà cầm quyền là cái lấy những cái dân làm gốc. Đất tài. Đất tài đất đáng. Cướp đất cướp nhà của dân ngày hôm nay để dân trong dân chúng tôi quá khổ sở như thế này. Mà dân chúng tôi mở miệng ra thì đàn áp, đánh đập, dùi dập nhân dân chúng tôi. Thì nhân dân chúng tôi ngày nay này mong rằng các vị còn quay lại bộ mặt lại, các vị triều đồ bộ mặt lại với dân. Thì phải kêu tàu các chủ tịch các tỉnh ra đây đã đối chất trả đất trả nhà dân chúng tôi, đã ổn định cuộc sống nhân dân chúng tôi trở về địa phương để hưởng thụ cái con cổ truyền tính đành một lời đường chúng tôi nó hưởng thụ để chúng ông bà tổ tiên cúng ăn bà tổ tiên. Chắc lẽ là những người dân thì còn nhà còn đất thì cúng trong nhà, những người không nhà không đất thì cúng về đường đấy. Nhờ các vị triều đình, các vị triều đình có quay tay trong mắt lên trên nhân dân chúng tôi như thế này không? Hay là các vị nhắm mắt làm ngơ? Các vị biết cái đồng tiền của các tỉnh thôi chứ các vị không biết. Cái bọn đồng đảng không có tổ tiên. Không, các vị không biết cái nhân dân chúng tôi đau khổ như thế này. Nhân dân chúng tôi mất đất mất nhà. Không phải là nhân dân chúng tôi đã đi phản động. Những người ngu dân, những người ngu dốt không biết nhân dân chúng tôi đi phản động chính là đảng viên đảng cộng sản phản động. Đảng viên đảng cộng sản phản động mới cướp đất cướp nhà nhân chúng tôi. Đất nhân dân chúng tôi ổn định ba đời mà tại sao đi cướp nữa, đi phân lô? Chính thà nhân dân chúng tôi hy sinh cho cái gì còn đất nước? Thì nhân dân chúng tôi hy sinh cái này, đi phân lô bán nền cho các doanh nghiệp, các cá nhân ít lợi nhuận của các người, thì nhân dân chúng tôi không bình lặng. Đã lại nhân dân chúng tôi dù chết dù sống, nhân dân chúng tôi quyết tâm đi đôi. Nhân dân chúng ta quyết tâm đi đòi cho bằng được. Quyết tâm. Bà con nhân dân, bà con quyết tâm đi đòi cho bằng được chứ bà con. Quyết tâm. Quyết tâm. Tôi xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng dân ông ba niềm, chúng tôi xin kết thúc. Là bọn nhà cầm quyền đáng công sáng đứng đây nhé. Bỏ. Nhà cầm quyền đáng công sáng nó qua tôi nét nó xấu sợ xấu hổ chứ các nước
thì nó bắt đàn áp nhân dân chúng tôi lên xe về. Nhân dân chúng tôi xuống xe đây, tới trụ sở tiếp dân Trung ương. Trụ sở tiếp dân Trung ương là cái chỗ này là thối nát, bao che tham nhũng, để nhân dân chúng tôi khổ như chỗ này. Chỗ trụ sở tiếp dân Trung ương này coi như một quý vị à, con anh chị em chia sẻ dùm cái chỗ này là chỗ quá thối nát tham nhũng, là cái chỗ này đấy. Chỗ Trung ương này, chỗ tiếp dân, trụ sở tiếp dân Trung ương, trưởng ban tiếp dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp. Nguyễn Hồng Điệp là tên thối nát, hèn với giặc ác với dân, hèn với giặc ác với dân. Đi đâu nó hèn với giặc ác với dân. Nhân dân chúng tôi nó mới khó ngày hôm nay đấy. Toàn là lừa. Đời ra, đời ra, đời ra, đời ra, đời lại. Đá đảo Tham Nhũng, đá đảo Tham Nhũng, đá đảo
2020, nhân dân chúng tôi tiếp tục xuống nhạm trường hòa bình, phá Thủ tướng Chính phủ. Chiêu. Kêu gọi phá Thủ tướng hòa bình. Chiêu các tỉnh chỉ đạo trả đất trả nhà cho dân chúng tôi. Đúng là quần coi cho nên là cái thằng nó lén tới nó giật điện thoại nha. Tôi là con đảm bảo đi con sự di chuyển nó vừa về. Ai gọi cho tôi như vậy? Ai gọi cho tôi như vậy? Không sợ nó tới. Trả đất ra nhà cho dân, phá Thủ tướng trường hòa bình. 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 Chiều nay rồi, bà con nhân dân chúng tôi trước cổng trường hòa bình kêu gọi anh trường hòa bình ra đây, ra đây để trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi. Ông có phần mắt nhân dân chúng tôi. Ngày hôm nay nhân dân chúng tôi đứng cái đó là biết cái ngày nào rồi, mà tại sao Thủ tướng Thanh Ninh suốt tháng không có trả đất trả nhà nhân chúng tôi, không kêu gọi các chủ tịch các tỉnh ra đối thoại trả đất trả nhà nhân chúng tôi. Phá Thủ tướng trường hòa bình. Phá Thủ tướng trường hòa bình. Phá Thủ tướng trường hòa bình.
tôi đứng thế này. Ông đã thấy nhân dân chúng tôi khổ như thế nào, ông đưa hòa bình. Ông là người phó thủ tướng chỉ đạo. Mà sao tại sao các tỉnh đang ngồi xóm lên pháp luật, ngồi xóm lên hiến pháp? Ngồi xóm lên hiến pháp đây, ông đưa hòa bình. Ông đưa hòa bình đó ơi. Đa đất đa nên nhận nhà lại cho dân chúng tôi ổn định cuộc sống, ông Đương Hòa Bình ơi. Nhân dân chúng tôi không có ngày Tết, ông Đương Hòa Bình ơi. Bác lên đài, bác nói hay quá, bác Bình ơi. Đã đất cả nhà cho chúng tôi có cuộc sống ơi. Ông bà có cuộc sống. Mà đại gia chúng tôi phải ngồi như vậy, ông Bình ơi. Ông Bình ơi. Ngài đã tết đến được mình ơi, mà cho chúng tôi không có tổ tiên sao mình ơi? Vậy chính quyền nếu muốn làm cho tôi mình ơi, từ ngày hôm nay là ông Trương Hòa Bình đã thấy nhân dân chúng tôi như thế này không? Ông Hòa Bình, Trương Hòa Bình. Ông là người phó thủ tướng, ông phải đứng đầu các tỉnh, chỉ đạo các tỉnh ra đây đối chất nhân dân chúng tôi tại Hà Nội để giải quyết nhân dân chúng tôi để về ổn định cuộc sống. Giờ nhân dân chúng tôi đang đứng lại trước cái cổng phó thủ tướng Trương Hòa Bình, làm hết 50 người nhân dân chúng tôi các 63 tỉnh thành đều có mặt. Tại sao ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình ông nhắm mắt làm con nhờ ông bật đèn xanh cho các tỉnh để cướp đất cướp nhà cướp cả quyền của người nhân dân chúng tôi, như vậy có công bằng không? Hay là ông cướp được, ông chỉ đạo cướp được cướp? Tự do cho Nguyễn Văn Dương. Bây giờ các chú công an vô báo ông Trương Hòa Bình ra trước cổng đây. Đây là khu bảo vệ chúng tôi và bà con trường chức vụ bảo vệ. Đây là tối chất ông Trương Hòa Bình ra cổng đây. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ba ông bay viên Trương Hòa Bình. Ba ông bay viên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ba ông bay viên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ba ông bay viên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ba ông bay viên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ba ông bay viên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Tự do cho quyền bất chung. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Đảng ơi, trả đất ra nhà dân chúng tôi ba miền là đảng ơi. Coi thân chừng máy thằng này nó rè rè nó giật điện thoại nha. Nha. Con nó giật điện thoại á. Ý 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 điện thoại nó giật điện thoại ý ý nó coi ý ý má ý ý ý ý ý ý ý điện thoại á. Đấy. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. 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 Đây là ngày 20 mấy Tết rồi. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thấy dân tôi đâu có cỡ nào không? Vượt suối vượt nèo mấy ngàn cây số ra đến đây. Tại sao ông không chỉ đạo kêu thì các chủ tịch ra đây đã đối trách nhân dân ta nhiều chúng tôi trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi đã ổn định cuộc sống. Ổn định cuộc sống nhân dân chúng tôi ngày hôm nay. Trả đàn đại gia đại dân. Đây là khu vực bệnh, chúng tôi yêu cầu bà con cần trưng đi thật khỏi khu vực bệnh. Tôi nhắc lại, yêu cầu bà con cần trưng đi thật khỏi khu vực bệnh. Đây là khu vực bệnh, chúng tôi yêu cầu bà con cần trưng đi thật khỏi khu vực bệnh. Bây giờ chúng tôi yêu cầu công an ngay cái ống loa đây để nhân dân chúng tôi kêu gọi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ông là người chỉ đạo các chủ tịch các tỉnh kêu gọi các chủ tịch các tỉnh ra đây đối chất với nhân dân chúng tôi, trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi. Công an không được quyền mà bảo vệ, tay bảo vệ bảo vệ bảo vệ cho dân, không bảo vệ là các bạn ăn cướp. Công an bảo vệ cho dân. Đây là khu vực về, chúng tôi yêu cầu bà con cần trưng di chuyển khỏi khu vực về. Đây khu vực này bảo vệ đây cho bảo vệ cho dân, công an là bảo vệ cho dân, không phải công an là bảo vệ cái kẻ ăn cướp. Công an không phải bảo vệ ăn cướp. Không có lợi dụng cái đồ đặc sản.
Đúng. Thì đây. Không coi thường pháp luật. Bọn cộng sản không coi thường pháp luật là cái bọn phản đảng. Đi lên bên kia cũng vậy. Đây là khu bảo vệ thứ tư của bà con tập trung những trường hợp bảo vệ. Đón ở dưới đó không được đón cho năm tặng vậy đó, có gì mình lăn ra được chút chẳng nào thì mình lăn xả ra được đón chứ đi đây đâu tham nhũng đây đâu tham nhũng đây đâu quan tâm sống của ba tinh thần tham nhũng đây đâu quan tâm tham nhũng đa đa quan tham mình góp đa của dân đa đa quan tham mình góp đa của dân đa đa tham nhũng đa đa tham nhũng đi lần bên xe đi lần đấu xe đi coi đại đi anh đã bao lâu nó giật điện thoại của nha. Thank you.
nay là coi tới chỗ là ông Nguyễn Phú Trọng. Nhân dân chúng tôi đang tấn công tới Nguyễn Phú Trọng. Coi nha, coi giùm. Đây là coi như là chỗ thiền quan, chỗ ông Trọng ở. Ông là vừa làm bán biết không, vừa là chủ tịch nước mà vừa là chủ tịch đảng nữa. Ông Trọng ơi, giờ là biết thôi, vừa là chủ tịch nước. Hãy để cho chúng tôi khỏi về ông Trọng ơi. Ông Trọng ơi. Thôi đi, để rửa vai. Để cho dân thôi, cho chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ơi. Bà Hồng bay phía chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ơi. Đó, đắp cả nhà cho dân. Bà Hồng bay phía chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ơi. Dân chúng tôi đã tháo bác Phú Trọng ơi. Ba Hồng bay đi Nguyễn Phú Trọng ơi. Ba Hồng bay đi Nguyễn Phú Trọng ơi. Tôi do cho Nguyễn Văn Trương. 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 Đa đoan tham nhũng. Đa đoan tham nhũng. Đa đoan quan tham góp đất của dân. Đa đoan quan tham góp đất hại dân. Đa đoan quan tham góp đất hại dân. Đa đoan quan tham góp đất hại dân. Qua đường đi. Em đi trước, em đi trước đi. Em đi qua trước đi. Các trời ơi, chúng có xe qua đường tiến bác bác ơi. Qua tập trung ở thằng, tập trung lại đứng, tập trung lại đó. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo. Đa đạo chủ tịch tỉnh có đất có nhà của dân. Đa đạo. Đa đạo chủ tịch tỉnh có đất có nhà của dân. Đa đạo. Tháng 1 2020 dân oan chúng tôi vẫn tiếp tục. Đây là đài tiếng nói vì dân. Dân dân chúng tôi đi ngày hết Tết tới rồi, Tết đến nơi rồi mà không trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi đây. Tết tới nơi rồi mà phải còn lang thang ở Hà Nội nè. Ông Nguyễn Xuân Phúc ơi, ông Trọng ơi. Dân ông ta nên chúng tôi vẫn tiếp tục đi đòi tâm lý. Đảng ơi, đảng ở đâu rồi mà để chết chúng tôi đi khổ gì nè đảng ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Đã đắp cả nhà cho dân ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đáng ra trả
ơi. Chính quyền địa phương đã dựng chức vụ quyền hạn để có tác phân lo bản đời của người dân, để đưa gia đình chúng tôi ra lòng đề đường ông. Như vậy đảng ở đâu? Đảng ở đâu rồi đó? Cả đất cả nhà cho dân đây chính phủ ơi. Năm hết cả đất cả nhà cho dân đây chính phủ ơi. Chủ tịch tỉnh Đồng Nai bao che cho tập dưới từ xã tới huyện để có cả con nhà của gia đình tôi không có bao. Tôi kêu là coi như là thu trước bán người ta đất cả nhà cho dân. Thủ tướng ơi. Thủ tướng chính phủ ơi. Thủ tướng chính phủ ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi. Đất cả nhà cho dân. Thủ tướng chính phủ ơi. Đất cả nhà cho dân. Thủ tướng chính phủ ơi. Đất cả nhà cho dân. Tao trình đã thủ tướng rồi mà tại sao thủ tướng là coi như quánh mặt làm ngơ vậy? Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi.
dân ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại, dân nên không khốn khó một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hai đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chạy khóc mãi, dậy mà đi đôi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hai đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bà con ơi, ôi nấp 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 nhà như chúng ta không. Dậy mà đi, bà con ơi, dậy mà dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Dân ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại, dân nên không khốn khổ một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chạy khóc mãi, dậy mà đi nỗi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đa đau than nhung, đa đau than nhung, đa đau quan than góp đất giúp dân, đa đau quan than góp đất hại dân, đa đau quan than than nhung, đa đau với ta quyền quan than góp đất hại dân, đa đau than nhung, đa đau than nhung, đa đau than nhung. Ta đào ta đào, ta đào cướp đất cướp nhà của dân, ta đào bắt quan làm án oan sai, ta đào quan làm nhung, ta đào bắt quan làm cắt cướp nhà thiên dân, ta đào tham nhung, ta đào tham nhung, ta đào. Nhân dân ba miền chúng tôi nay coi như không cha đất cả nhà nhân dân chúng tôi nhờ ổn định cuộc sống hưởng thụ Tết cổ truyền mà không cha lì lòm không cha. Nhân dân chúng tôi ba miền kéo ra đây đến thủ tướng đòi hỏi thủ tướng hãy trả lại những gì cướp đất cướp nhà cướp quyền của người nhân dân chúng tôi, hãy trả lại. Có chuyện gì của dân chúng tôi phải trả lại những gì cho chúng tôi. Cướp lại bao nhiêu quyền con người, trả lại quyền con người. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Đây cái giấy gì giữ vậy? Rồi 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 rồi. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do nhân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do. Đa đạo bè lũ than nhung. Tự do.
đâu tin bình định thêm không? Đã đâu chủ tịch tin bình định thêm không? Đã đâu chủ tịch kết tin thêm không? Đã đâu 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 đá đâu khỏi mũi nhân, đá đâu, đá đâu mà chủ tịch kiếm lớn mũi nhân, đá đâu, đá đâu mà chủ tịch kiếm lớn mũi nhân, đá đâu, đá đâu khỏi mũi nhân, đá đâu, đá đâu tan nhau, đá đâu. Vậy mà đây rồi nồi không lấy được nữa rồi nhà bà con dày mà đây hơi đồng bào ơi, nhiều năm qua dân ta sống phân nhường, dày mà đây hơi đồng bào ơi, đã đâu đá đất đá nhà dân chúng tôi đây, đá hồn bay ra tấm mấy thơ nghiêm của cộng ơi. Còn bộ công an nữa. Chúng ta đâu không lẽ bảo chê tham nhũng, mà thấy sao đảng không đem sự bằng đời, mà để giờ này tôi phải khổ như vậy trên tay ơi. Đảng ơi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông là người lãnh đạo đất nước, tại sao làm hai chức vụ mà để nhân dân chúng tôi khổ như thế này, dân chúng tôi khổ thế này, tại sao ông ôm nước, ôm quần áo của dân, tiền lương của dân, mà tại sao ông để dân chúng tôi như ngày hôm nay thế này? Ra đường đi nhanh. Ông để trung dân chúng tôi ngày hôm nay như thế này, tại sao hả ông Thuận còn khúc trọng? Đe đeo tham nhũng, 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 đe đeo quan tham có tâm hại dân. Đã đeo cái bọn quan tham góp đáp hội dân. Đã đeo quan tham tỉnh Bình Định góp đáp hội dân. Đã đeo tham nhũng. Đã đeo tham nhũng. Đã đeo tham nhũng. Thôi đi. Lên bên chụp hình, mấy người thì đấu tới. Mấy bà đi nó chụp hình rồi nó qua, nó xông qua rồi tôi cũng đi. Đi đâu lại? Đáng cầm quyền ở đâu? Đáng cầm quyền mà ăn cướp của dân, đáng cầm quyền lấy dân làm gốc. Làm gốc chỗ nào đâu? Đáng cầm quyền lấy dân làm gốc mà ăn cướp đất của dân. Come on.
đáng cầm quyền là dân làm gốc, mà về chạy là cướp đất của dân. Ở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đáng cầm quyền, Thủ tướng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáng cầm quyền chỗ nào? Đáng cầm quyền lấy dân làm gốc hay là đáng cầm tiền lấy đất của dân? Đáng cầm quyền lấy dân làm gốc hay là đáng chính? Đáng cầm quyền lấy dân làm gốc để đạp ở dưới chân. Đáng cầm quyền cướp đất cướp nhà của dân. Lại vô đây, kêu. Kêu, đứng này nữa. Ôi, ba hôm Phúc ơi. Ba hôm đây đi em Phúc ơi. Đi 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 tới dẫn Phúc nó nữa. Bà tiên sao giữ tịch? Bây giờ sao? Qua tôi nát rồi. Đa đều qua tôi nát. Hèn nó giặt áp với dân. Đa đều tôi nát. Hèn nó giặt áp với dân. Thủ tướng làm gì? Thủ tướng ngồi đó mà trực thờ là coi như chỉ đạo đi cướp của dân. Thủ tướng là bồ nhiên. Đá đạo thủ tướng Trung Quốc bồ nhiên. Đá đạo thủ tướng Nguyễn Trung Quốc bồ nhiên. Đá đạo thủ tướng Nguyễn Trung Quốc bồ nhiên. Đá đạo thủ tướng Nguyễn Trung Quốc bồ nhiên. Không phải lên, đứng đây không phải lên. Kêu Trần Ông Phúc ra giải quyết nó về. Quá bồ nhìn. Mình là người thô tướng quá bồ nhìn. Lãnh đạo đất nước nhận quá nặng quá bồ nhìn. Tổng Bí thư nhận quá nặng là quá bồ nhìn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là quá bồ nhìn. Đưa băng mang ra đàn áp cho dân là quá bồ nhìn rồi. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo tham nhũng. Mở cửa cho ta lên. Đá đạo công an hiền mới giặt áp với dân. Đá đạo công an hiền mới giặt áp với dân. Đá đạo với bộ công an hiền mới giặt áp với dân. Đa đạo là quan hệ giặc ác với dân. Đa đạo công an nhiệm vụ trọng hiền với giặc ác với dân. Đa đạo công an tội làm hiền với giặc ác với dân. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo các quan sai tham nhũng. Đa đạo. Đa đạo các quan tham nhũng. Đa đạo. Dân phải khổ như thế này đâu ông. Đa đạo chứ mình nào. Nếu như mình nào. Quá khôn nè, cái chế độ quá khôn nè. Đá đá. Đá đá. Thank you.
của cướp đất trên người. Đá đảo. Đá đảo tham nhũng. Đá đảo. Đá đảo các quan làm oan sai người, nhiều người vừa tội. Đá đảo. Đá đảo của quan trọng cướp đất cướp nhà của dân. Đá đảo. Nhưng hết tên đây nuôi cả tiền cả nhà cho dân cơ. Đá đảo. Đá đảo quốc hội bồi nhân. 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 Đá đảo nhân kim thập nghĩa sĩ Kim Ngân quá bồi nhân. Đá đảo chủ tịch quốc hội Kim Ngân quá bồi nhân. Đá đảo chủ tịch quốc hội Kim Ngân quá bồi nhân. Bà con ơi, coi mất đất, mất nhà, mất quyền con người như chúng ta không? Chúng ta dậy mà đi đòi bà con ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Dân ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại. Dân lên thôn không khó một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa chán chay không may. Dậy mà đi nói xong đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà. Bao nhiêu năm qua dân ông ta sống ngoài đường. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà. Bao nhiêu năm qua dân ông ta sống ngoài đường. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Càng chạy không may. Dậy mà đi nói xong đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà. Bao nhiêu năm qua dân ông ta mất đất mất nhà. Dậy mà đi.